Vâng, hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Quân Nhân Chi Tây. Hôm nay là 26 Tết các bạn. Thọ sẽ cập nhật đường phố Quy Nhơn ngày 26 Tết nhộn nhịp như thế nào cho các bạn cùng xem nha. Đây là khu vực trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định các bạn. Đây, phía sau lưng là rất là nhiều đồ hoa trang trí ngày Tết này. Đó, đẹp lắm các bạn ơi, rất sặc sỡ luôn. Đẹp, rất là đẹp luôn, đúng là vui như Tết các bạn. Người ta nói vui như Tết, đúng là không biết sai. Các bạn trẻ cũng như là các cô, các chị áo dài xuống xính để mà chụp hình. Đấy, những hình ảnh thời tiết thì nó mới nắng lên nè bạn, hồi nãy nó hơi mù. Nắng lên nè, hoa nó vàng, hoa nó đỏ, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bạn. Rất là đẹp. Theo quan sát của mình thì hoa cũng còn rất là nhiều các bạn. Chưa thấy ai mua bao nhiêu hết. Ngày hôm nay sẽ là ngày bắt đầu mua hoa các bạn. Bữa giờ là dọn nhà rồi, 26, 27, 28 là những ngày mua hoa nhiều của Quy Nhơn. Đấy, phía kia thì các bạn có thể thấy là các anh xe ôm bắt đầu chở hoa này. Đó các bạn, hoa về rất là nhiều nha. Hoa về đến không thôi. Mọi người không sợ thiếu hoa đâu. Vui như Tết các bạn. Ở đường Lê Duẩn, phố Ngân Hàng các bạn, mình thấy mọi người đang xếp hàng để mà chờ rút tiền hay ATM rất là nhiều. Đó, đây là hoa, đây. Qua đây ngân hàng đây. Sáng nay vẫn còn làm việc nha các bạn. Một số ban ngành thì vẫn còn làm việc, ngân hàng vẫn còn làm việc. Một số khối cơ quan nhà nước thì đã nghỉ từ hôm thứ Sáu vừa rồi. Đây. Khi Tết chỉ còn khoảng 4 đến 5 ngày nữa thôi các bạn. Mình tranh thủ cập nhật cho các bạn xem 4 đến 5 ngày nữa thôi. Nay 26 rồi, 30 là hết rồi các bạn. Đấy. Cho nên là tranh thủ các bạn, tranh thủ cập nhật những cái đẹp nhất của mùa xuân, của chợ hoa cho mọi người xem. Chỉ vài ngày nữa là hết rồi. Xe ở Sài Gòn về là rất là nhiều luôn các bạn. Xe ở miền Nam về rất là nhiều luôn. Đó. Dốc Ngã Tư Trần Thị Kỷ, Ngã Ba Trần Thị Kỷ với Nguyễn Tất Thành các bạn. Hoa này rất là nhiều các bạn nha. Bán đồ Tết rất là nhiều, mọi người tha hồ mà rồi công hơi thì được thành phố bắt đầu dựng các tuyến đường rồi các bạn. Thì năm nay dựng công hơi Nguyễn Tất Thành, công hơi Lê Thanh Nghị rồi một số điểm nữa, nói chung là nhiều điểm mới hơn các năm trước. Vui như Tết nha. Đây. Nắng lên. Quay phim rất là đẹp các bạn. Quá trời quá đất đồ bán trang trí ngày Tết luôn. Đây, góc đường Hoàng Diệu với Nguyễn Tất Thành. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Ồ, hoa này. Vâng, những ngày 26, 27, 28 là những ngày dạo hoa đẹp nhất các bạn, những ngày mà vừa là đông người vừa hoa còn nhiều. Đấy. Đó bạn, phía trước là chấn lại để mà dựng cổng hơi. Đó, mọi người có thể đi theo hướng trái hay hướng phải. Dựng bên này rồi bên trái này nha các bạn. Hai bên luôn. Quá đẹp luôn các bạn.
đẹp luôn. Nói chung là tuổi trẻ nên có những bức ảnh về xuân các bạn, để sau này rồi mình xem lại. Các bạn chủ yếu là cái hai độ tuổi là tuổi trẻ, rất trẻ, và những cô bắt đầu có tuổi là thấy nhiều, chụp hình nhiều nhất đó. Đây người ta dựng cổng xuân đây, mình quăng bớ mình quay phim thôi, mình quay lại không có đi được, quá đẹp các bạn. Ok, mình sẽ đi các đường hoa như là Lê Thanh Nghị, mình sẽ cập nhật cho các bạn xem. Rồi mình sẽ lên khu vực đường Hùng Vương, Long Vân đó các bạn, để xem thử tình hình hoa hè thì như thế nào để mọi người biết. Hôm nay là cập nhật ngày 26 Tết nha. Quá là rực rỡ luôn đó. Mai bữa trước nó còn búp, giờ nó bung này. Đó, mai góc đó thì mình thấy nó vừa Tết các bạn. Còn mai An Dơn trưng bày ở ngoài đường thị xã An Dơn thì bây giờ nó bung tét tét hết rồi. Đó, mai bung khá là nhiều nhé. Bây giờ bung thì khoảng chừng 20% là được các bạn. Bung nhiều quá thì nó không có Tết, nó không còn đẹp nữa. Đó, hoa về, hoa về. Đấy, hoa về liên tục nha bạn. Bán xong trống rồi thì hoa nó sẽ tiếp tục về. Đó, lắp đầy vô, lắp đầy vô. Đó, vừa là những cái đây cà phê các bạn, cà phê đông. Mấy ngày này là bà con rảnh về gặp mặt bạn bè, ở xe về thì ra cà phê ngồi thôi. Đấy, ở đây là tác phẩm chở xuân về nhà các bạn, chở xuân về nhà. Thì mai rất đẹp nha, nhưng mà nở nhiều hơn quá rồi bạn. Mai này nó tê lé rồi, trở về chơi được vài ngày nữa thôi. Trên đường trở về rụng bớt mớ rồi, trở xuân về nhà. Chỗ đóng đe đang làm hai con rồng này bạn. Hôm nào mình sẽ quay chỗ này cho bạn xem. Đây là đường Hoa Xuân Lê Thanh Nghị các bạn, chợ Hoa Xuân Lê Thanh Nghị, phường Đống Đa. Đó, xem thử nay ai xấu rồi bán nhiều không. Đó, bây giờ thì phường Đống Đa là phường rất là sốt sắng trong việc mua hoa bỏ trước nhà mỗi gia đình các bạn. Đây, hôm nay bán nhiều rồi, nhiều hơn cách đây khoảng 2-3 ngày mình đi. Bữa hôm qua mình đi thì ít, nay thì nhiều hơn xíu đó các bạn. Chợ Hoa Xuân, đường Lê Thanh Nghị, phường Đống Đa, năm nay mới làm. Đó, bên phía này họ trang trí nhà cửa này rất là đẹp này. Đó, cờ Việt Nam rồi lồng đèn đây các bạn, mai này, cúc này rất là nhiều nha. Ồ, năm nay mình thấy Quy Nhơn bán hoa nhiều quá các bạn, chỗ Nguyễn Tất Thành nó bán quá nhiều rồi, còn thêm mấy khu mới này nữa các bạn, quá nhiều nha, không biết thế nào. 9:30 thì mới biết rõ là sức mua thế nào các bạn. Đây cây Phát Tài đây các bạn, Phát Tài núi nha. Cây này thì ở Vĩnh Thạnh người ta trồng ngoài đường nhiều lắm, đào này. Đó, ok. À, còn trống vài lô thôi các bạn, bữa trước trống nhiều, nay còn trống vài lô thôi, trống còn chừng chục lô trở lại thôi. Đường Lê Thanh Nghị được quy hoạch là 33 lô để bán hoa năm Giáp Thìn này. Thì
Hiện tại thì bán cũng được hơn 2/3 cái số lô đó các bạn. Giãn thọ các bạn ơi, giãn thọ. Mai, đây, quất đây các bạn. Quất đi. Ngân hàng. Ngân hàng với giao hàng nhanh các bạn. Mai cúc rất là nhiều, đường hoa Lê Thịnh Nghị rất là nhiều hoa đó. Bên đây là bán hoa cố định rồi các bạn, có mấy shop hoa này, người ta chủ yếu bán lan và các hoa treo. Đây cúc bông xoài, đây hoa treo, đây sâu nhái, quá là nhiều. Vâng, tới ngã tư Huỳnh Công Phát là kết thúc cái đường hoa nha bạn, kết thúc đường hoa, đường hoa Lê Thanh Nghị. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên phía trên Hùng Vương, cập nhật cho các bạn xem đường hoa Hùng Vương với đường hoa Long Văn á, chợ hoa Long Văn các bạn. Nữa bán nhiều chưa, nay 26 Tết rồi. Đường đi Vương Phú các bạn giáp với Hùng Vương, chỗ nào cũng thấy đường hoa bán các bạn, rất là nhiều luôn. Rồi ra Hùng Vương cho các bạn xem đoạn giáp với Điện Biên Phủ này. Ở đây cũng nhiều người bỏ hoa bán nè bạn. Đấy, dọc đây như một cái đường hoa này. Từ đây lên tới 36 các bạn. Mọi người bỏ hoa bán nó tự do, không có nằm ở trước nhà. Đây bà thứ 6 đây các bạn. Đó, nhiều ghê chưa. Đây dọc công gác nè bạn, bỏ hoa bán cũng nhiều nè. Công gác đường Hùng Vương nè bạn. Chủ yếu cúc các bạn nha, trên này chủ yếu là cúc, cúc mâm xôi với cúc đại đó pha lê. Nói chung là dọc đường chỗ nào họ cũng bán hết các bạn, không riêng gì chỗ nào trống trống vị trí đẹp thì họ sẽ bán. Đó các bạn, khu vực công viên Long Văn này đó, hai bên bỏ hoa nhiều này đó, này bỏ dày rồi, bữa trước thì cách đây mấy hôm thì chưa dày, nãy dày rồi đó. Kìa các bạn, quá trời luôn, công viên Long Văn nha bạn. Nhiều lắm. Rồi bây giờ là lên xe về nhà này.
xe thì về nhà. Quá trời.